nó bè vô nó đó, đó nó vô đồ vô đây nè, đồ vô bành cây luôn, hái ba chụp rồi cái chân dính rồi, kệ dính dính rồi coi, dính rồi kìa, nó chạy vô trời ơi, con bự, con bự hơn con đó nữa mà con này ăn lứa nhỏ ha, chục bự chạy vô. Rồi dính lứa rồi các bạn ơi, con hai cái rồi con, cá cỡ không bơi dính đây con nè, rồi chỗ đó nè, chỗ đó cái chỗ ẩm đặc hả, cái này khác luôn. Dính rồi. Lứa. Quay xuống hả? Ừ. Sao quay xuống? Quay đây nè, dẫn đây nè. Ngoài ruộng chạy vô đụng giò dính nào, lứa cỡ không, lứa nhiều bự lắm, rồi dính rồi bơi, thấy nó nhảy tùng tùng thoáng thoáng đúng rồi, bự không, lứa cỡ không, cỡ cái này đập dừng là nhỏ, nó quay ngang đó, vô đá ngang đó là bự rồi. Bởi giúp con nhỏ ơi 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 trời ơi chạy lắm, khoan khoan đó. Đứng đó, đứng ra đây, đứng ra đây. Nó chạy tiêu luôn. Còn hai cái nữa. Ừ. Mấy dùng ngọn đi cắt ngang. Bên đó con cá đó. Đi cắt ngang bờ, đặt ngang bờ. Mấy dùng ngọn nó về. Quay vô giờ nó ra rồi. Mà không nói gì đợi nó về. Đấy, về chứ đâu còn đây nữa đó, hả? Cái lúc trước á, ngoài trống rồi. Rồi đó đó, nó dính rồi đó. Cái đây đâu rồi? Sao? Cặp ngà. Không có đã. Cho nó ngã cặp. Chiều giờ quên kia luôn rồi. Rồi dính lại cái đuôi nữa. Mới vừa.